Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Võ Hạ Trâm gia nhập hội chơi kim cương. Chia sẻ của Võ Hạ Trâm nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới đã khiến hội chị em phải trầm trồ. Võ Hạ Trâm là một trong những ca sĩ được khán giả yêu thích, sở hữu lượng fan đông đảo. Bên cạnh con đường nghệ thuật, ca sĩ Võ Hạ Trâm còn khiến khán giả trầm trồ khi sở hữu mái ấm gia đình viên mãn bên ông xã Ấn Độ cùng nhóc tí kháu khỉnh. Mới đây nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã có những chia sẻ khiến bất kỳ chị em nào cũng phải ghen tị. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết ngay từ tờ mờ sáng, ông xã cô đã gửi lời chúc bất ngờ đến vợ. Sáng vừa mở mắt, ông chồng nhẹ nhàng nói chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới ủa, phèo cái 4 năm ở với nhau rồi đó ta ơi. Chúc cho gia đình mình luôn đoàn kết, thân ái, keo sơn bền chặt, an lành hạnh phúc và hòa bình trên mọi mặt trận. Võ Hạ Trâm chia sẻ, không chỉ chúc mừng vợ nhân kỷ niệm ngày cưới, ông xã Võ Hạ Trâm còn tâm lý khi ngỏ lời tặng vợ món quà nhân dịp đặc biệt. Võ Hạ Trâm kể, ông chồng hỏi em muốn mua điện thoại mới không? Tôi nói không, điện thoại còn xài được. Ông hỏi tiếp, vậy em thích gì? Tôi nhẹ nhàng kim cương. Ông kêu, ok đi mua. Trời đất ơi, thời em tới rồi nha quý vị. Để tối nay đi chọn hột nào to cỡ hột đậu phộng chứ ông mà chọn cỡ hột é là xong phim với em. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Có thể thấy chỉ thông qua những hành động nhỏ, Võ Hạ Trâm đã khiến hội chị em phải trầm trồ khi nữ ca sĩ đã tìm được ông chồng quốc dân. Bên dưới bài đăng, ngoài những bình luận chúc mừng vợ chồng Võ Hạ Trâm, netizen cũng để lại lời khen, chia sẻ trước sự chiều vợ của ông xã nữ ca sĩ. Chúc gia đình nhỏ nhiều sức khỏe, luôn luôn vui và hạnh phúc. Ở dìa chúc mừng nhỏ nha, đang hóng xem cái hạt bự bự, chọn sai hột mắc ca nhà chị.